Đây cho anh em coi tốc độ anh em. Chim mà ra ra 34 hộp cơm anh em. Con chim rất bự con đẹp ha, 134 ha. 135 nè. Không, con nào cũng ra cơm hết trơn ha. Ra một hai hộp cơm hết trơn ha. Rất đẹp luôn. 136 à, chim rất bự con anh em. Đó. Hết hồng bự con không? Ra một hai hộp cơm mà nó chầm bá như chim bự. 137 nè. Đó anh em. Chim rất đẹp luôn. 139 ha. Tốc độ anh em. Ra một hai hộp cơm trên. Bởi con đi dặn 140 nè. Oh, chim rất đẹp ha. 141 nè. Cặp này ra muốn đủ cơm à. Cặp anh em lấy cặp này thì phụ lúa thêm ha. 142 nè. Không, ra một hai hộp cơm. Cắt bự con luôn anh em. Đúng không? 143 nè, ra muốn đủ cơm nè. Anh em lấy phụ lúa thêm ha. 144 nè, ra một hai hộp cơm nè. Nhưng bự con dữ dằn luôn. 145 nè. À, chim nhìn chầm bá lửa luôn anh em. 146 nè. Con nào lấy hết sức bự con anh em. To con dữ dằn, tốc độ bên mình là rất là to con anh em. 147 nè. Rồi anh em.